được kỳ vọng là team bùng nổ nhất với màn kết cho vòng đối đầu Rap Việt mùa 2. Bin làm khá tốt khi đưa thứ âm nhạc thời thượng đến tai nhiều khán giả. Tuy nhiên, việc bị lộ trước kết quả khiến tính bất ngờ không còn. Dù vậy, vòng 2 Rap Việt mùa 2 cũng đã khép lại với những trận đấu kịch tính và khá thành công. Hiện tại, 4 huấn luyện viên đều đã chọn được cho mình 6 chiến binh xuất sắc nhất để bước vào vòng bứt phá tiếp theo. Đoạn teaser nhá hàng vòng 3 ở cuối tập 10 khiến người hâm mộ vô cùng trông chờ những màn đấu bùng nổ của dàn thí sinh khủng long. Như mọi khi, chương trình vẫn cài cắm nhiều tình tiết tăng thêm sự kịch tính cho Rap Việt mùa 2. Theo luật ở vòng bứt phá, mỗi đội huấn luyện viên sẽ cử ra một thí sinh để đấu với những đối thủ còn lại. Trong đoạn teaser ngắn, giám khảo LK đã phải thốt lên đầy thích thú, bảng này trong bóng đá người ta hay gọi là bảng tử thần. Và khi vòng 2 chỉ vừa kết thúc, như được đoán trước thì trên mạng xã hội bất ngờ rò rỉ 6 bảng đấu vòng 3 khiến người hâm mộ Rap Việt xôn xao. Theo như tài khoản này, tại bảng A, Sơn 7 đội Bin sẽ đấu với BOT đội Giam, Free đội Qua Quy và Xám đội Kazik. Tại bảng B, 4 thí sinh quyết chiến cùng nhau là People đội Qua Quy, Dilo đội Kazik, Viso đội Giam và SA Milo đội Bin. Đáng chú ý tại bảng C, quái vật Lekka đã lộ diện, đối thủ của nam rapper này sẽ bao gồm Zeki của đội Kazik, Biquay đội Giam, Sanghao đội Bin. Tiếp đến là bảng D, sẽ càng thú vị hơn khi có sự xuất hiện của chiến binh khủng long Liu Quyên của đội Giam, cặp đôi Sai đi đội Kazik, Ambossi bổ đội Bin và DJ đội Qua Quy. Bảng E gồm Khouji đội Kazik, Kheoli đội Bin, Hoàng Anh đội Qua Quy và Tô Ba Tử đội Giam. Bảng F tại vòng 3 không nằm ngoài dự đoán của fan Rap Việt khi bộ đôi Symbol Love Vobito đội Bin và Si Trên đội Kazik cùng đối đầu. OPTTC đội Giam và Baby Gang đội Qua Quy cũng nằm trong bảng đấu này. Đặc biệt, người này cũng tiết lộ hai thí sinh được cứu bằng nón ở vòng 3 là Biquay và Obito. Liệu kết quả này có trùng khớp với bảng đấu trên hay không? Và tất nhiên, đây chỉ là bài poi từ một tài khoản và độ xác thực chẳng biết được là bao nhiêu phần trăm. Có lẽ người hâm mộ Rap Việt sẽ phải đợi tập tiếp theo của chương trình lên sóng mà thôi. Sau 4 tuần chờ đợi, Bin cùng các học trò của mình vừa qua đã có màn ra quân thành công trong vòng đối đầu tại Rap Việt mùa 2. Mới đây trên trang cá nhân, Bin đã chia sẻ tập phát sóng đầy đủ của team mình cùng dòng trạng thái bằng tiếng Anh tạm dịch ra là: "Chúng tôi đến đây để tạo ra âm nhạc hoàn hảo." Dù chỉ một câu đơn giản nhưng có thể thấy, vị huấn luyện viên đã rất tự hào về màn thể hiện của học trò team mình. Ngay bên dưới phần bình luận, Kazik đã xuất hiện và để lại vỏn vẹn một chữ. Chỉ với một chữ ngắn gọn, xúc tích, nhưng dòng bình luận của nam rapper đã nhanh chóng lên luôn top comment. Tuy nhiên, sau đó không lâu, dường như sợ bị hiểu nhầm nên Kazik đã sửa lại dòng bình luận và cho thêm biểu tượng cười hiền hòa. Sau khi khép lại vòng đối đầu, Bin hiện đã chốt sổ cho mình được dàn thí sinh gồm Son 7, Sanghao, Kheoli, Impossible, Obito, Amilo. Trong khi đó, hai thí sinh của Bin may mắn giành được nón vàng đó là Tua Bao Tử và People. Ở tập tới đây, các thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng bứt phá với phần chia bảng căng cực hứa hẹn mang đến những phần trình diễn kịch tính dành cho khán giả. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của kênh. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.